Tàu chở hàng có 18 thuyền viên Việt Nam gặp nạn một người mất tích. Đài truyền hình NHK Nhật Bản dẫn thông báo của cơ quan bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, sự việc xảy ra khi tàu chở hàng đăng ký tại Panama với 18 thuyền viên người Việt Nam đã đi từ cảng Nakhoka, Nga hướng tới cảng Kunura miền Trung Nhật Bản. Tàu đã gửi tín hiệu khẩn cấp tới cơ quan chức năng tại khu vực biển Nhật Bản vào chiều qua mùng 1 tháng 12 khi đang ở cách đảo Okinoshima khoảng 380 km về phía tây bắc nhưng sau đó bị mất tín hiệu ít giờ sau, một tàu di chuyển trong khu vực đã tìm thấy 17 thành viên thủy thủ đoàn người Việt Nam lênh đênh trên xuồng cứu sinh. Cơ quan hàng hải Hàn Quốc đã cứu 17 người này vào sáng nay mùng 2 tháng 12, không có ai ở trong tình trạng nguy kịch. Như vậy tính đến nay vẫn còn một người mất tích, con tàu chở hàng dường như đã bị chìm. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ đưa hai tàu hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.